Hi, xin chào tất cả quý vị và các bạn ha. Đang đón xem kênh Mr. Black Vlog và hôm nay mình sẽ làm một món ăn rất là tuyệt vời. Đây ha, đây là mồng tơi và rau ngót. Mình sẽ nấu với thịt bằm và tôm ha quý vị và các bạn. Đây, mình đã chuẩn bị một cái tôm rim trước hàng nha quý vị. Nè, quý vị thấy chưa? Nè. Lâm sát rồi. Nha quý vị thấy. Thấy chưa quý vị và các bạn? Đó, còn bốc khói luôn nha, chút là mà cái này là như là tỏi, như là xíu nước mắm. Còn bên đây quý vị xem này. Đây là nồi canh của mình. Mình mới đó. Đó. Chuẩn bị là mình sẽ cho tôm vào. Đây, tiếp tục là mình sẽ cho tôm vào. Ngon nhất nách quý vị ơi. Mà cái giá đâu rồi? Đây quý vị xem ha. Đây, bây giờ mình sẽ đổ vô. Ngon nhức nát. Nhà không có phụ nữ quý vị ơi. Nên Mr. Black vào làm luôn. Ngôi nhà thiếu đàn bà. Nó chơi chứ có mẹ mình mà mẹ mình đi làm thì quý vị và các bạn. Nên nhà còn có mình với lại hai đứa cháu trai. Mấy đứa nó thì nó không có biết nấu ăn. Lên màu rất đẹp quý vị. Đứng đây nè, cho nó đúng sáng. Màu rất là đẹp quý vị, đứng đằng đây nè, thấy chưa? Đó, màu rất là đẹp, màu gạch tôm rất là đẹp quý vị. Và bây giờ mình bỏ rau vô ha quý vị và các bạn. Đây, bỏ rau vào. Đó. Ngon nhất nát. Tự mình khen mình luôn quý vị ơi, chứ không có ai nấu hết, mình nấu mà tự mình khen mình luôn quý vị. Rồi, đảo lên thôi. Đây, mình lấy giá mình đảo lên thôi quý vị ạ. Mình ở nhà nên xin lỗi quý vị và các bạn, mình cởi trần ha quý vị và các bạn. Nực lắm, mùa này nực lắm, có mưa rồi mà vẫn nực quý vị và các bạn ơi. Thế sao, quý vị bị kích thích chưa? Quá ngon, quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình đậy nắp lại. Lấy nắp đậy lại dùm con ha. Rồi, ok. Rửa đó, đem chai nước mắm dẹp. Và đây mình sẽ lên mà mình cho quý vị và các bạn xem cái thành quả của mình hồi sáng mà quý vị đi chặt dừa nước ha quý vị và các bạn. Đây quý vị thấy không, này. Đây, trái dừa gàng. Dừa này dừa hoàng kim hay nhiều quý vị. Thơm lừng luôn. Quá thơm luôn. Trái chiến đầu mùa. Đây, trong tủ lạnh mình đây. Này, một tô nữa. Đây, đây nè quý vị. Thấy chưa? Hết lăng. Ngon nhất nát. Cái này mà quý vị cho ăn xíu đường đá vào, còn không mấy là quý vị để như vậy ha. Quý vị nấu chè bột bán với lại đòn tay cưa gì đó, như là đậu xanh ha. Trời ơi, nước cốt dừa nó là ngon nhất nát. Nếu quý vị xem clip thấy hay thích, hãy nhấn đăng ký kênh giúp Mr. Black Vlog và like, subscribe, chia sẻ cho mọi người cùng xem hết quý vị và các bạn. Nói chung một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt subscribe của quý vị sẽ là nguồn động lực để Mr. Black làm những video clip mới chỉnh chu hơn ha quý vị và các bạn. Thôi mình kết thúc video tại đây nha quý vị và các bạn. Clip này clip ngắn thôi, mình nhà mình nấu ăn. Rồi xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video lần sau.